Động tác thứ nhất nha các chị, chân trái trước ạ. Em sẽ hướng dẫn bài tiếng đàn tơ lưng. Rồi chân trái trước nha các chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba. 1, 2, 3, 4. Động tác thứ tư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ năm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8. 1, 2, 3, 4. Vậy là hết rồi đấy ạ. Bây giờ em quay lưng lại nhé. Các chị để ý tay nhé. Rồi, động tác thứ nhất ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3. 1, 2, 3, 4. Động tác thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8. 1, 2, 3, 4. Bây giờ em sẽ quay bài cùng hướng cho các chị dễ tập nhé. Các chị đăng ký kênh giúp em với nhé.